Đó, kêu kêu cho nó bắt mấy trộn quay cho biết rồi ổng mua con sáng giọng điện năn nỉ con hoài. Ông ngửi bên Cà Mau sáng qua tới nay bị sáng gì nữa cứ chấm con 6 ký nó để giao cho bạn từ tới trường sáng điện ngủ tôi dậy mới xong giờ mấy con điện là hôm qua điện rồi nó để cho trưa mấy sáng sớm chưa điện sớm kêu bắt chồng con 6 ký qua điện rồi giấc này sáng sớm điện nữa con này thì con chơi bình thường 6 ký rồi con này gãy đẹp luôn á mình có mấy con Indo này nó ngang nó bè lên đôi lực dữ lắm lực giống mà cho lai tạo lại giống con dễ thương là hiền ha hiền nhỏ giờ ở ngoài thả lan không à rồi nhóc mấy bạn mấy người vui vậy giúp việc ôm chơi lung ngoài nhóc ngoài nó có mấy con mà nó hiền quá thì ôm rồi chỉ rồi mấy con kia cũng đang nỉ về làm kiểm mua mấy con về làm kiểm bự bự còn ôm vuốt thơm dữ lắm thơm con kia hôm buổi trước nó nhảy con trồng cá rồi có giống giùm ta đó người ta bắt chưa sáng chưa có ăn hôm qua tính bắt thì thấy nó bị cháy chuối rồi hồi sáng thì chưa cho ăn luôn kệ mang về ăn xe nó mệt ối chưa cho nó ăn đâu ăn thì nó nặng mà xe nó mệt lắm thì 5 ký gần 5 ký rưỡi gần 5 ký rưỡi ăn no thì nó nặng nhưng nó mệt mỗi căn 5 ký 7 con nó qua căn ngoài 5 ký 7 cho ăn rồi cho ăn nó đói đây là chưa chưa này mày vô coi cho mày đi triển khai cái mô hình giống anh nói á. Đúng rồi, mình nuôi mình phải nuôi là thiên nhiên á, nó mới sinh sản được nhiều chứ nó tốt được. Thiên nhiên mình nuôi là ghép như vậy là một ăn được mượn cái là con này vừa nhảy xong cái con khác nó nhảy á, con nó để sai lắm. Ít khi nào để 4 con. Tại vì mà nó không đồng quyết á. Dạ. Con này nhảy xong tới con khác nhảy tiếp nữa rồi nó để sai, đủ đêm trụ để sai. Dạ dạ. Còn con nó khỏe mạnh lắm, nó không có bị còi lông. Con giống mình nuôi nó không bị tuổi đo cao nữa. Không, mình không có đồng huyết. Hôm qua mấy lần này cho ăn rồi, ăn 5 ký 8, 5 ký 7, 5 ký 8 không.
bụng bụng tối mà. Rồi con này 5,8 kg. 5,8 kg. Được chưa? Cái giống trò này giống trò Bắc Kinh nha. Con nào chả? Con là con Bắc Kinh nè. Con này con hai con kia là nó không có khác, không có tương tự. Chúng tròn giống trò Bắc Kinh. Tiếp luôn á, con bố nó gần 11 kg á. Thơm quá trời thơm á. Giống mình giống Bắc Kinh nó lớn con, dài đòn lớn con lắm. Đúng hơn cái đó. Cái cho nó dài khủng khiếp luôn. Thằng cái tơ bên đây nè, cái tơ chưa có 4 kg, gần 4,5 kg mà chưa có gục lên trên giống nữa đó. Cái đó là giống này nè, giống Bắc Kinh là lớn con lắm. Cũng là 4,5 kg rồi đó mà nó chưa có thấy biểu hiện nó giống gì hết. Con này nó quá thành thôn. Con giòn. Giòn nó quậy. Con chó sao á? À chó. Chó. Tối chưa ăn nó quậy. Bữa nay sáng có dắt đi thử dục rồi, sáng nay không, bữa nay không dắt đi quậy. Rồi tôi ra. Rồi nó quá trời thôn. Con này chắc nó bằng ký con kia quá. Rồi 5,9 kg. 5,9 kg gần 6 kg. 5,9 kg. Xe có cái lót không? Không anh, em có cái vị lót nó tái ướt. Dạ, có cái vị. Yeah.
được rồi chị. Rồi chứ sao chú gặp lại Giang ơi. Dạ. Cảm ơn trời. Trời ơi, giờ lên xe là ngay cái mùa này rồi. Hả? Hả? Tháo cái nụt này, cột cái nụt này. Bên đây thiếu nụt nè. Nè, cậu ngang qua đây nè. Rồi, ok. Lấy nào lấy được đi. Chờ em thấy giấy. Kẹp. Kẹp. Dạ. Vậy bỏ vô cái thùng đó đó. À, bỏ cua vô thùng đó cho nó. Okay. Đó, con này nè. Anh bảo bỏ ba cái lên cho. Đi, sách này cho. Đi vậy. Đi luôn. Đi luôn. Dạ. Nó ra cũng về luôn đi trời. Rồi. Nó cũ vậy nó thế nào cũng khỏi cu gian đâu rồi. Nó có đi học mà. Đi học gì đó, nó khỏi liền hết. Hôm hôm cu gian quá trời luôn rồi. Ba trời ba đất. Sáng ngày kêu học cùng hiu rồi. Biết thế mà sáng của em cũng về cũng gì. Để cái này đi anh chạy xe ra. Đi thẳng luôn á. Không quay đầu ngồi luôn hả? Quay. Rồi nãy cứ đi thẳng ra luôn. Thôi thẳng đi luôn á. Để ở đây nè. Đi luôn. Dạ, để anh ra không, để anh ra là anh chắc lên. Cậu thì vui, mà nghĩ cậu thì mệt. Rồi. Tạm em. Bye em luôn. Bye người đẹp luôn. Khi nào xuống chị nha. Dạ. Bye người đẹp. Dạ. Xuống đánh Long alo. Dạ. Rồi, chào anh chị. Chuyến sau xuống đi ra biển ha. Chuyến sau xuống ra biển. Ra biển chơi. Bye thôi. Rồi, phải nha. Rồi, bye. Dạ. Yeah.